Đệm hát bài Trốn Tìm của Đen. Bài này thì mình sẽ có bốn hợp âm cơ bản thôi. Mình sẽ có la thứ, ký hiệu là chữ A, M. Dây bass sẽ là dây số 5. Rồi hợp âm pha major 7, bass là dây số 4 ha. Hợp âm re thứ, ký hiệu là chữ D, M. Dây bass là dây số 4. Hợp âm mi 7, ký hiệu là chữ E7. Dây bass là dây số 6. Rồi đầu tiên Dung sẽ hướng dẫn các bạn đánh cái phần intro, thì Dung soạn cũng dễ thôi ha. Sau đó sẽ đến với cái phần đệm hát nha. Đầu tiên các bạn sẽ bấm tay vô hợp âm la thứ, rồi mình sẽ đánh dây bát. Sau đó mình móc 3 dây 3 2 1 lên cùng lúc. Rồi mình đập vô dây. Sau đó lại móc tiếp. Rồi mình ngưng một xíu, mình lại đập vô dây. Đó, thì Dung sẽ đọc là bát móc đập nghỉ đập bát móc đập móc nghỉ đập. Rồi tiếp theo là mình đánh lại cái hai cái ô này ha. Tiếp theo các bạn đặt tay vô vị trí hợp âm pha major 7. Rồi mình sẽ đánh dây số 4 và dây số 2 lên cùng lúc. Rồi mình ngưng một chút rồi mình đập vô dây. Rồi sẽ lại móc lên. Rồi lại nghỉ. Xong rồi đập. Đó thì cái ô này nó sẽ là. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đánh dây số 4 nè. Rồi Dung đánh lại ô này nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đưa tay lên vị trí ngăn thứ 5. Dây 1 nè, mình đánh dây số 4 và dây số 1 này lên cùng lúc. Rồi mình đập. Thì trong lúc mà các bạn đập á, là tay các bạn chạm về vị trí hợp âm re thứ ở đây ha. Như thế này. Đó, mình đập là mình đã đặt được cái hợp âm re thứ rồi. Sau đó các bạn sẽ móc 3 dây. Rồi sau đó lại ngưng một chút rồi đập. Nó sẽ là như vậy. Sau khi đập xong các bạn móc nhẹ một cái nữa. Đó, móc nhẹ 3 dây dưới một cái. Sau đó mình sẽ đánh tiếp. Làm lại ô này nhé. Rồi sau đó các bạn giữ vô hợp âm mi 7. Mình sẽ móc dây số 6 và dây số 2 lên cùng lúc. Rồi đập. Rồi sau đó móc 3 dây dưới. Rồi cũng nghỉ một chút rồi đập. Đó nó sẽ là. Rồi sau khi đập xong các bạn lại móc nhẹ 3 dây dưới này lên. Đó, rồi đánh tiếp. Rồi Dung làm lại ô này nha. Rồi kết thúc thì các bạn giữ vô hợp âm la thứ. Mình sẽ chập dây số 5 và dây số 3 lên cùng lúc.
Đó, như vậy là kết thúc intro ha. Ok, vô với phần đệm hát thì các bạn sẽ đánh công thức như sau. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, đập. Bát là tương ứng với từng hợp âm ha. Xong rồi móc là móc 3 giây, 3, 2, 1, móc lên cùng lúc. Đó, sau đó đập vô dây. Thì các bạn có thể đập, co tay lại đập như vậy cũng được. Hoặc là dùng cái ngón tay cái mình đập vô phần dây bát này cũng được. Sau khi đập xong các bạn lại móc một lần nữa 3 giây dưới. Sau đó các bạn sẽ ngừng một chút rồi mình sẽ đập. Đó, như vậy là kết thúc công thức ha. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, đập. Thì mình sẽ nghỉ bao nhiêu lâu? Mình sẽ nghỉ là ở tại phát thứ 3. Thì mình sẽ đếm được 4 phát như vậy. 1, 2, 3, 4. Thì ngay tại phát thứ 3 là mình sẽ nghỉ ha. Bát, móc, đập, móc, đập. Bát, móc, đập, móc, đập. Bát, móc, đập, móc. Đó, cứ tới phát thứ ba là mình sẽ ngưng không đánh ha. Và một hợp âm thì các bạn sẽ lặp lại công thức này là 2 lần. Hồi nãy khi mà kết thúc cái intro á, là mình kết thúc intro tại la thứ. Rồi sau đó các bạn sẽ lặp lại một lần công thức ở la thứ và mình sẽ hát vô cái câu là có một cây cây trong một cái vườn. Đó, đến chữ vườn là các bạn thấy hợp âm pha major 7. Thì lúc đó tay trái mình sẽ chuyển qua pha major 7. Và mỗi hợp âm các bạn bắt đầu đánh 2 lần công thức ha. À, cái la thứ đầu bài á, là các bạn sẽ đánh một lần dây bass xuống xong mình mới hát nha. Có một cây cây trong một cái vườn, trên những tán cây nở rộ những đóa hoa, có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm. Đều đặn mỗi hợp âm 2 lần như vậy và qua đoạn rap cũng đánh y chang như vậy luôn ha. À, tuy nhiên là lâu lâu các bạn có thể thay đổi đi một chút. À, mình có thể đánh là bát móc đập móc móc đập bát móc đập móc móc đập. À, có nghĩa là mình có thể xen kẽ với công thức kê. Dùng ví dụ nè, la thứ là dùng đánh 2 lần công thức bình thường ha. Bát móc đập móc đập bát móc đập móc đập pha. Bát móc đập móc móc đập. Đó, có nghĩa là các bạn có thể xen kẽ 2 công thức này mình kết hợp vô ha. Ngoài ra lâu lâu các bạn còn có thể sử dụng thêm cái công thức này nữa nè. Đó, nó sẽ là bát móc đập móc móc đập móc. Rồi cái này thì các bạn cố gắng mình cảm nhận được cái nhịp của nó. Bát móc đập móc móc đập móc. Thì cái công thức này là lâu lâu mình có thể chêm vô thôi. Dung ví dụ như là Dung sẽ chêm ở cái chỗ rê, từ rê thứ qua mi 7 ha. À, Dung sẽ đánh lại từ đầu nè, la thứ nè. Bát móc đập móc đập 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 rê thứ. Rồi chêm vô nè. Thấy không? À, có nghĩa là hồi nãy tại cái chỗ rê thứ á, thay vì lặp lại 2 lần công thức thì Dung sẽ đánh một lần công thức như ban đầu. Xong rồi cái lần thứ hai thì Dung sẽ thay đổi đi một chút là Dung áp dụng công thức là bát móc đập móc móc đập móc chuyển. Đó, đánh cái đó xong rồi Dung sẽ chuyển qua mi 7 rồi Dung lại đánh trở lại công thức như bình thường. Thì Dung đưa ra cho các bạn một số cái công thức đó các bạn có thể lựa chọn để kết hợp với nhau vô bài. Hoặc là mình có thể sử dụng một cái, mình chọn một cái để mình đánh cho cả bài cũng được nhé. Bây giờ Dung sẽ mượn cái đoạn của anh Đen hát rap lên để Dung sẽ đánh mẫu cho các bạn ha, chứ Dung không có biết rap. Tìm hoài tìm mãi nên quên lỗi. Anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn em không tìm. Lòng em không còn sống, cũng không anh mà công gì. Nếu mà có cái bố anh sẽ nên cho bỏ công việc. Nhớ nhung đã quánh, nhớ nó vô thành bê tông. Chúng ta rồi sẽ có những chuyến đi dài. Từ học lấy mọi thứ như trong trường. Là bên thăm vợ em chỉ là cửa lòng nhau.
các bạn sẽ sử dụng những cái công thức này để mình áp dụng cho đánh cho nguyên một bài này luôn ha. Ok, như vậy là hết clip rồi đó. Chúc các bạn tập thật là tốt nha. Bye bye.